liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé T, 3 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu bị người tình của mẹ và mẹ bạo hành. Chiều ngày 7 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Bậm cùng với người tình Nguyễn Thảo Nguyên, cũng là mẹ ruột của bé T, được cho là đã có hành vi ngược đãi cho T. Chiều ngày 6 tháng 3, cơ quan công an phát hiện Bậm, Nguyên và bé trai tại một địa chỉ ở huyện Củ Chi nên đưa về trụ sở công an làm việc. Khám xét nơi ở của cả hai, công an phát hiện Bậm tàng trữ một lượng ma túy. Qua kiểm tra, xét nghiệm, Bậm và Nguyên đều dương tính với ma túy. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, anh T, cha ruột của cháu bé, phát hiện clip ghi lại hình ảnh cho thấy Nguyên và Bậm có dấu hiệu bạo hành con trai mình nên trình cơ quan chức năng. Đoạn clip sau đó cũng lan truyền trên mạng. Theo lời của anh T, anh và Nguyễn Thảo Nguyên, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, kết hôn có với nhau hai người con. Bé gái đầu tên An, 5 tuổi, còn bé trai tên AT, năm 2021. Do mâu thuẫn, Nguyên đưa hai con ra ngoài ở rồi sống chung với Lê Văn Bậm, 44 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 2022, anh T biết vợ sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do Nguyên chăm sóc.